Đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi thấy đâu tôi nhận nhà tôi đừng cái đoạn quá do tại nó khó.
Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, cái tên cái mặt thuận của nó đặt là hướng nào thì tất cả đều đặt mặt thuận hướng đấy, nghĩa là cái con cá này mình để mặt thuận hướng này thì này để hướng này, mà không mình để hướng này thì để, phải tất cả đều để hướng này. Lấy cái màu chèn cái ảnh vào, chèn bắt đặt lên, đặt lên trên mấy cái đó.
có số đồ để ý